Nghiên cứu thí điểm cách ly F0 tại nhà không có triệu chứng nặng. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu thí điểm cách ly tại nhà với các ca F0 không có triệu chứng nặng và hướng dẫn những người này thực hiện đúng quy định. Thủ tướng nêu chủ trương trên tại cuộc họp làm việc với tỉnh Đồng Nai chiều 27 tháng 6 theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Chủ trương này cũng được Thủ tướng nêu rõ trong cuộc làm việc với tỉnh Bình Dương sáng cùng ngày. Theo đó, địa phương căn cứ tình hình cụ thể để nghiên cứu chiến lược cách ly cho phù hợp. Có thể cách ly tại nhà với các ca F0 không có triệu chứng nguy hiểm và F1. Địa phương thiết lập các chương trình truyền thông, truyền hình để chuyên gia tư vấn hướng dẫn người dân phòng chống dịch, nhất là với các ca bệnh cách ly tại nhà. Thủ tướng nêu rõ phòng ngừa là chiến lược lâu dài, nhưng khi có dịch phải chủ động tấn công, quyết liệt, hiệu quả, thần tốc. Phương châm là phát hiện sớm, xét nghiệm thần tốc, khoanh vùng, cách ly nhanh, điều trị tích cực và hiệu quả. Thủ tướng nói, việc phong tỏa giãn cách xã hội phải căn cứ vào tình hình dịch tễ cụ thể, hết sức linh hoạt, không cứng nhắc. Giãn cách rộng nhưng phong tỏa hẹp, khi đã phong tỏa thì phải thần tốc, tập trung lực lượng để xét nghiệm kháng nguyên nhanh, từ đó phát hiện F0, cách ly mầm bệnh khỏi cộng đồng. Đồng Nai có vị trí chiến lược rất quan trọng với khu vực cả nước. Thời gian tới, tình hình dịch bệnh được dự báo sẽ khó khăn do tỉnh có quan hệ chặt chẽ về mọi mặt với thành phố Hồ Chí Minh, trong khi dịch bệnh tại đây đang diễn biến phức tạp. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu Đồng Nai không để dịch lây lan vào khu công nghiệp, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, nghiên cứu phương án vừa cách ly vừa làm việc tại các nhà máy. Tinh thần là chống dịch để thúc đẩy sản xuất kinh doanh được mới có nguồn lực để chống dịch tốt hơn. Đồng Nai phải kiên quyết, kiên trì, thực hiện bằng được mục tiêu kép, căn cứ tình hình từng nơi, từng thời điểm để ưu tiên chống dịch hoặc ưu tiên sản xuất, hoặc thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ này. Tỉnh chủ động lựa chọn các thứ tự ưu tiên, bảo đảm phù hợp và phải tối ưu. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.